mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Fly Da Aloha của mình. Khi mà các bạn xem video này á, thì mình cũng xin chúc mừng các bạn đã đậu visa diện K1 để đoàn tụ với hôn phu hôn thê của mình ha. Và khi mà nhận được visa đi Mỹ á, thì các bạn rất là vui và cũng rất là lúng túng không biết là mình phải mang gì để qua Mỹ đúng không? Thì hôm nay mình làm video này muốn chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm của mình và những cái giấy tờ gì mà mình mang sang Mỹ theo diện K1 visa ha. Cái đầu tiên là cái passport là không thể thiếu rồi ha. Cái thứ hai là bìa nâu. Khi mà các bạn đậu phỏng vấn visa diện K1 rồi á thì lãnh sự quán á, họ sẽ đưa cho bạn một cái bìa nâu đã niêm phong, trong đó thì các bạn không được mở ra ha. Khi mà các bạn nhập cảnh ở sân bay Mỹ đầu tiên thì các bạn sẽ đưa cho họ cái passport và cái bìa nâu đã niêm phong đó. Nếu mà họ không hỏi các bạn á, thì các bạn cũng nên đưa cái bìa nâu đó. Còn nếu mà họ không lấy á, thì thôi ha. Tùy trường hợp, mình không rõ, tại vì có người là hỏi cái đó, còn có người không. Thì đối với mình thì họ hỏi là khi mà mình nhập cảnh á, thì họ hỏi là có đem cái gì để show ra cho họ hay không. Thì mình đưa cái bìa nâu cho họ và họ lấy, họ giữ cái đó ha. Cái thứ ba nữa là giấy khai sinh, chỉ có tiếng Việt thôi đúng không? Thì các bạn phải dịch thuật công chứng và đem bản gốc và đem bản dịch thuật công chứng đó sang Mỹ luôn ha. Cái thứ tư nữa là bằng cấp, tất cả các bằng cấp, nếu mà các bạn có bằng cấp 3, bằng cấp đại học, cao đẳng, thạc sĩ vân vân, thì các bạn cũng dịch thuật công chứng. Nếu mà không có tiếng Anh đó, thì các bạn cũng dịch thuật công chứng ha. Còn các bạn muốn đi học tiếp á, dịch thuật công chứng cái học bạ của mình luôn ha. Tại vì ở Việt Nam làm rất là rẻ, nhưng mà qua bên Mỹ á, thì làm rất là mắc. Nên là trừ cái trường hợp mà mình cần thiết mà mình không có ha. Cái thứ năm nữa là hình 5x5. Thì các bạn chụp hình để đi phỏng vấn đúng không? Các bạn nên mang theo 6 tấm hình 5x5 đó. Vì sao? Khi mà các bạn qua đây á, thì các bạn kết hôn và các bạn nộp hồ sơ thẻ xanh á, thì các bạn nộp 3 bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ là cho cái permanent resident, một bộ hồ sơ đi làm và một bộ hồ sơ gọi là travel document. Khi mà mình chưa có thẻ xanh á, thì mình trong trường hợp mà mình muốn về Việt Nam hay là muốn ra khỏi Mỹ á, thì các bạn đem theo cái đó ha. Mỗi bộ hồ sơ á, thì các bạn nộp 2 tấm hình 5x5, nên là các bạn đem hình 5x5 tầm 6 hoặc là 10 tấm đi cho trừ hao ha. Cái thứ sáu nữa là giấy tờ tùy thân, như ví dụ như là giấy chứng minh nhân dân hay là bằng lái xe xe máy hay là xe hơi ở Việt Nam gì các bạn cũng mang theo đi ha. Và dịch thuật công chứng cái đó luôn. Tại vì trong trường hợp các bạn qua Mỹ và các bạn kết hôn, khi mà các bạn làm Social Security Number, trong trường hợp mà các bạn không làm được cái số an sinh xã hội đó, thì các bạn muốn làm thẻ ngân hàng thì họ sẽ yêu cầu cái số an sinh xã hội mà mình không có. Thì các bạn có thể đem những cái giấy tờ tùy thân đó, giống như chứng minh nhân dân hay là bằng lái xe ở Việt Nam chẳng hạn, thì đem ra ngân hàng và cộng những cái thêm cái khi mà mình mua đồ online á, thì họ sẽ ship về nhà á, thì các bạn cắt cái đó ra để chứng minh là mình ở địa chỉ đó ha. Mình ra ngân hàng để mình làm thẻ ngân hàng ha. Cái thứ bảy nữa là cái form mà DS-3025. Khi mà các bạn khám sức khỏe để chuẩn bị phỏng vấn xin visa, các bạn sẽ đưa cho họ cái giấy tiêm ngừa vaccine. Thì họ sẽ làm cho mình một cái form. Thì cái form đó ở dưới góc trái của cái form đó, cái chữ là DS-3025. Thì mình sẽ đính kèm trong cái video này để cho các bạn xem ha. Thì các bạn cũng đem cái form đó qua Mỹ nha. Khi mà nộp hồ sơ thẻ xanh thì các bạn cũng cần cái form form đó để nộp hồ sơ thẻ xanh ha. Cái thứ 8 là hình ảnh, tất cả các hình ảnh bằng chứng mối quan hệ các bạn đi chuẩn bị để đi phỏng vấn ở lãnh sự quán á, thì các bạn cũng đem những cái bằng chứng đó theo để khi mà các bạn đi phỏng vấn thẻ xanh ở bên này á, thì họ cũng có thể hỏi và cũng có thể không, nhưng mà mình đem đi cho nó chắc ha. Thì mình thì không có bị hỏi cái hình bằng chứng đó, nhưng mà bạn mình có người đã bị hỏi cái bằng chứng cái mối quan hệ đó ha, là những cái hình mà các bạn đi chơi hay là hình chụp với gia đình hay là lễ đính hôn ở Việt Nam ha.
cái hướng chính nữa là giấy tiêm ngừa vaccine màu vàng ha. Thì khi mà các bạn đã tiêm ngừa đủ các mũi vaccine hoặc là còn thiếu một hai mũi á, thì mình khi mà mình sang sổ á thì cái tiền phí đó mình nhớ không lầm là 50.000 á, ở số 40 Nguyễn Văn Trỗi á, thì họ sẽ sang cho mình cái tờ giấy màu vàng để các bạn nộp hồ sơ thẻ xanh ha. Và cái cuối cùng rất là quan trọng đối với mình thì không thể thiếu, đó là tiền. Ở Mỹ thì họ cho phép là dưới 10.000 đô ha, nhưng mà ở Việt Nam thì mình phải qua cái cổng hải quan ở Việt Nam trước. Số tiền tối đa mà các bạn được mang ra khỏi Việt Nam đó là 5.000 đô tiền mặt. Các bạn có tiền để trong thẻ ngân hàng thì các bạn đem theo thẻ ngân hàng thôi cũng được, nhưng mà tốt nhất đối với mình á thì mình nên đem tiền mặt, tại vì có thẻ ngân hàng các bạn qua bên Mỹ á, thì các bạn rút tiền á, thì phí chuyển đổi tiền Việt và tiền Mỹ và phí rút tiền nó cũng sẽ chênh lệch rất là nhiều so với mà các bạn rút tiền ở Việt Nam. Các bạn qua Mỹ á, thì sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hôn phu hôn thê của mình rồi, nên là nếu mà các bạn có đem một ít tiền theo á, thì nó làm cho mình tự tin hơn, và cái người hôn phu hôn thê của mình á, họ sẽ không có cảm thấy là mình là cái gánh nặng của họ ha. Đối với mình á, thì các bạn nên đem ít nhất là 1.000 đô và nhiều nhất á, là 5.000 đô thôi, không được đem hơn 5.000 đô ha. Và một điều quan trọng không thể thiếu á, bên cạnh những cái giấy tờ mà mình mang sang Mỹ á, thì các bạn nếu mà các bạn không biết lái xe hơi thì mình khuyên các bạn nên học lái xe hơi ở Việt Nam trước. Các bạn không cần học lái xe lấy bằng ở Việt Nam mà các bạn thuê giáo viên để dạy cho các bạn khoảng 4 buổi là các bạn có thể đã lái xe được rồi. Thì mỗi một buổi thì các bạn lái 2 tiếng đồng hồ thôi ha, đừng có lái nhiều quá, tại vì lái nhiều quá sẽ mệt đó. Đối với mình đó, thì cái buổi đầu tiên đó, thì sau khi mà giáo viên đã dạy cho mình cách đánh lái, chỉ cho mình cái đạp ga và đạp thắng để cho mình quen chân á, cái buổi đầu tiên sau khoảng 30 phút đó, thì các bạn đã có thể lái xe được rồi. Đối với mình đó, thì các bạn lái tầm khoảng 4 buổi là các bạn có thể đã lái xe được rồi. Thì qua Mỹ các bạn chỉ cần học lý thuyết để thi lý thuyết và thi thực hành nữa thôi, thì các bạn đã tự tin để lái xe ở Mỹ rồi ha. Thì qua Mỹ các bạn nếu mà các bạn không biết lái xe thì các bạn sẽ không làm gì được, không đi đâu được ha. Tại vì xe hơi là một cái phương tiện thông dụng nhất, giống như ở Việt Nam mình lái xe máy vậy đó. Nếu mà các bạn muốn mang cái thực phẩm từ Việt Nam sang á, thì các bạn chỉ mang được những cái sản phẩm từ hải sản như là tôm, mực hay là cá. Thì những cái con gì mà bơi xuống nước á, thì các bạn được mang theo. Còn những cái sản phẩm mà sản xuất từ thịt như là gà, bò, heo hay là trứng chẳng hạn, thì nói chung những cái gì mà những cái con thì nói chung những cái con gì mà đi trên bờ á, trên cạn á, thì các bạn không được mang ha. Các loại hạt có thể nảy mầm hay là hạt giống hay là trái cây, rau củ quả hay là đất tuyệt đối đừng mang luôn nha, tại vì những cái thực phẩm đó, những cái sản phẩm từ thịt hay là những cái rau củ đó mà có đất hay là những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn mà nó mang cái mầm bệnh để ảnh hưởng đến sức khỏe và cái nông nghiệp bên Mỹ ha. Thì video này mình hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành trang để có cuộc sống mới ở Mỹ ha. Thì nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều video mới cho các bạn xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!